dạ em kính chào cô bác anh chị hôm nay em chia sẻ ngoài lề chuyện lưới cá với nay em thử uh, cái uh, mới em mới mua cái cây quay chống rung tưởng không rung mà rung không tưởng nha cô bác anh chị nó rung thấy sợ luôn á có người nói em là um, quay phim thì nên mua cái cây chống rung này nè Về quay cho nó không có bị rung Chứ mình cầm bằng tay mình quay á Nó rung dữ lắm mà em nói trời đất ơi Sao em quay xong rồi em edit video Em thấy nó rung còn hơn là khi mà em quay bằng tay nữa Có quá anh chị ơi Tưởng không rung mà rung không tưởng uh, Đây là cái video đầu tiên thử cây quay hổm hổm rà do dịch covid là ở nhà à, cũng bị phong tỏa rồi chợ thì cũng à, đóng cửa cả chục ngày nay rồi cũng có mua à, thức ăn gì hết rồi thôi mấy chị em à, rủ nhau lưới cá trong giường Mưa giường nhà em đó lưới rồi chia sẻ ngoài lề cho cô bác anh chị giải trí à, à, ngày dịch đời này kia mình lên mình coi youtube mình giải trí thôi ở đây trong vườn đây bác uh... nói giờ em lưới cũng được uh, một mương rồi đây trong thùng này các bác anh chị đã lưới được một mương rồi đây là mương thứ hai. bữa hôm em lưới được nửa vườn trên rồi kỳ này em lưới nửa vườn dưới tại hôm lưới lưới nửa vườn trên ăn uh, cũng hai ngày mới hết hai nhà chia nhà dưới thằng uh, em trai với nhà em nữa ăn hai ngày mới hết kỳ rồi lưới được ba cái tép mũi với cá trắng em ăn hết luôn không có chia cho thằng em xong nó giận em luôn <laughs> nó bạn hết mà không chiều tôi miếng nào hết kỳ <laughs> này lưới xong kỳ này lưới xong là phải chắc ở lại ăn mới được về à, lưới à, cái lưới này à, nó, nó nó cái cái mắt nó nhặt á với lại nó có cái lòng á nhiều gây dư của anh chị đó dính được con cá điêu hồng vừa tạp luôn <laughs> em là người vừa cầm quay cũng nghiệp dư như của anh chị vừa cầm cây quay vừa đi sách thùng đó. À, một cá điêu hồng mười lựa để nấu canh măng để bơ bắt xui cho em một bịch măng ngâm rồi em sẽ nấu canh măng cá điêu hồng còn cá sặc thì sẽ muối chiên nè rồi tép mũi cá trắng thì sẽ xào lại ăn với lại uh, uh, chuối chát với khế nè Chiều nay là sẽ có một bữa cơm thịnh soạn Mới nay em uh, nghỉ mần cỏ một bữa Hôm nay đi lưới cá Chiều uh, em em nó mới uh, giờ này 4 giờ rồi nó mới xách xe lên đi lưới cá Các bác anh chị coi nó cũng lựa giờ lắm mần xong là tới tối mới được này là lưới xong là tới mần chắc tới 6 giờ tối mới xong chứ cái điệu này làm sao mà làm kịp à, mương em nói chung là tại có mấy cái ống âm á cho nên là đi đường ống âm á cho nên là lưới cũng hơi cực chứ không phải như là mình hồi xưa làm rẫy của bên chị trời ơi lưới cái mình đi một đường thẳng luôn cá trắng với lại tép mũi nhiều dữ lắm còn cái cái này do mình lưới rồi mình còn 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 đi đường luồng này kia thành ra là um, nó không có cát đâu nó nó ra hết à nó không có dính hết tại vì cái mương em có đi ống ống âm ngang á thành ra là mình phải tránh cái ống đó, đó mình không được đi đường thẳng đây tới mương này là mương cái nè mương giữa nè cái này phải đi nửa mương tại vì nó có cái ống ngang ống bự ngang đó ba em nói chứ uh, nay học đâu uh, bài đặt uh, bắt chước người ta quay phim nữa bắt chước kênh youtube tổng hợp <laughs> ba em nói chứ bộ mày lụm đâu được cái bí kíp ha? giờ bắt đầu bắt chước để quay nữa này uh, mấy clip này mần xong cỏ rồi của ba anh chị thấy chưa đó ba em bắt đầu xả phân ra đây, đây là giường dưới nha của ba anh chị giường mé xong còn chỉ còn cái clip bên kia chưa cỏ xong thôi cái clip máy xong thôi chứ còn ở trên là mần xong hết rồi mần cỏ xong hết luôn rồi giờ dạ, chỉ còn phần dưới đây thôi là 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 còn 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 chưa mần cỏ hết rồi ba em bắt đầu mần sạch rồi ba cho phân ra nè hai của anh chị mương này cá dữ lắm trời mọi năm mà em nói thiệt chứ có bao anh chị mà em em năm nào nói chung là năm nào em cũng hốt mưa hết trơn á năm nào em cũng hốt mưa hết mà hốt là em hốt mưa vào tháng, uh, tháng 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 9, tháng chín tháng mười nha là lúc đó tháng mưa á tại vì hốt mưa vào lúc đó là tháng mưa mình hốt lên á thì cái cái sình nó nó sẽ bám nó sẽ bám nó bám hơn là khi mình hốt tháng nắng tại mình hốt tháng nắng cái sình mình lên á cái nắng nó khô á nó khô cái sình nó ra sình cái lớp sình nó khô nó sẽ không có bám vô cái đất còn khi mình hốt mùa mưa là 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 cái sình nó lên nó bám với đất luôn tại cái cái ướt với ướt với nhau nó dính lại nó bám còn mình hốt mùa 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 nắng thì sình nó khô cái nó rã nó 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 là một lớp riêng biệt luôn nó không có bám vô cho nên năm nào em hốt mưa ha trời ơi xe rùa mà em đẩy một xe rùa cá luôn với lại uh, cá lau kiến rồi đó có ba anh chị trời ơi em cái mưa này nó gần kinh nè cá lau kiến nó vô dữ lắm mà cá lau kiến trời ơi, nó đục nó đục lỗ mương á nó phá dữ lắm mấy con cá lâu kiến đó con nào con nai bự to đùng mà năm nào cũng 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 cho cái ông hút mưa ông đẩy một xe rùa cá lâu kiến về ông ăn em thì không biết ăn cá lâu kiến chứ mà Đấy, uh, mấy người đó ta biết ăn đó nó đưa cho em lên lên mà hiệp sĩ một tay của anh chị vừa quay phim vừa kéo lưới <laughs> cái lưới này nhiều lắm mà tại vì um, em không có quay được nhiều tại vì đó dưới đường cá lầu kiến bự ghê của anh chị tại vì uh, lúc này là em tắt để mà em uh, cho anh hai coi đó thành quả đây là của bác anh chị mà của bác anh chị ăn cơm nha rất là ngon thế mẹ mà... chia sẻ đây cuối cùng rồi mùa dịch chúc cô bác anh chị vui vẻ hạnh phúc ráng giữ gìn sức khỏe qua dịch chúng mình lại gặp nhau ha à, em yêu cô bác anh chị nhiều chào tạm biệt cô bác anh chị nhớ giữ gìn sức khỏe sống lạc quan yêu đời clip này chỉ mang tính chất giải trí thôi nha cô bác